Xin chào anh chị đang theo dõi kênh Nhà đất Đồng Nai của em Sinh Lê. Ngày hôm nay thì em Sinh Lê đang có mặt tại phường Bào Sen, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai để đi review cho anh chị xem một cái khu đất vườn với tổng diện tích là 4.000m2. Vị trí này thì là đã quy hoạch phủ hồng khu dân cư 100% và nằm ngay trên trục đường nhựa lớn, trục đường chính Bào Sen đây nha anh chị. Vị trí của mình thì nằm ngay vị trí này anh chị nhé. Lô đất này á thì có tổng diện tích là 4.000m2 và đã quy hoạch phủ hồng hết rồi, đủ điều kiện để anh chị chuyển mục đích lên thổ cư rồi nhá. Và đất của chúng ta thì có cái mặt tiền cũng tương đối rất là lớn, bán mặt tiền đường này là được 50m nha anh chị. Đây, ngay cái vị trí em đứng ở đây thì xung quanh khu vực dân ở cũng tương đối rất là đông rồi nha anh chị. Và cái trục đường chính của mình là trục đường thông, trục đường nhựa lớn, thì cái mặt tiền đường này á nó rộng vào tầm khoảng được 12m nha anh chị. Đó, hai bên ha, hai bên nhà hàng xóm thì người ta đã xây rào rồi. Và trên file quy hoạch thì cái con đường này người ta sẽ mở rộng ra gấp đôi ha. Thì sau này nhà nước mà mở theo đúng cái quy hoạch thì cái con đường của mình nó sẽ mở rộng ra tầm khoảng là 24m nha anh chị. Thì cái mặt tiền của mình rất là lớn ha. Nhưng mà hiện tại thì cái mặt tiền của mình cũng tương đối rất là lớn rồi. Thì sau này mà dân cư ở đông thêm một chút xíu thì mình cũng có thể mở làm mặt tiền kinh doanh buôn bán đều được anh chị nhé. Hoặc anh chị nào mà muốn về cái khu vực này á, mình an cư lạc nghiệp cũng được. Mình về đây mình xây nhà trọ, nhà vườn rất là đẹp. Tại cái vị trí này giao thông đi lại thuận tiện, nằm trên mặt tiền đường lớn thì cái giá trị sau này nó cũng rất là ok nha anh chị. Đây anh chị cũng có thể quan sát ha, hàng xóm của mình xung quanh này, như nhà đằng trước á thì người ta cũng xây nhà vườn rồi ha. Và nhà đối diện của mình thì người ta cũng xây nhà vườn ha. Nhìn rất là đẹp. Anh chị nào mà ở trên Biên Hòa, trên Sài Gòn, mình ở trong cái khoảng trống nó nhỏ, mình muốn có một cái nhà vườn rộng, muốn trồng cây, trồng hoa thì mình về vị trí này nha. Đây, anh chị thấy ha, hàng xóm của mình này, người ta trồng trái cây rồi xong rồi người ta làm rào, người ta trồng hoa nhìn rất là đẹp ha, rất là xinh luôn. Đó, anh chị nào mà muốn có cái khung cảnh như thế này thì về vị trí này nhá. Bây giờ thì em sẽ vào em giới thiệu chi tiết về cái lô đất này cho anh chị xem. Thì cái lô đất của mình á là cách cái nhà hàng xóm này 20m. Thì bắt đầu từ cái rào đó thì nó phải chạy ra ngoài cái chỗ cột điện này ha. Đây. Thì nó phải rơi vào tầm cái khoảng giữa này anh chị. 20m thì nó rơi vào cái tầm khoảng này anh chị nhá. Nó phải hơn xíu. Đây. Nó phải rơi vào tầm khoảng này. Đây. Từ khoảng này chạy lên trên á là bán mặt tiền đường này là 50m nha anh chị. Và dài sâu vào á, cái cạnh chỗ em Sinh đứng chạy sâu vào là 72m ha. Và cái cạnh bên kia chạy sâu vào á là 44m nha anh chị. Ở phía sau á thì nó có hình giống như là hình trụ. Thì cuối video em sẽ mở cái file quy hoạch để anh chị quan sát cái hình thù lô đất ha. Nói chung thì nó cũng tương đối rất là vuông vắn. Chỉ có phía sau thì nó hơi, cái hậu nó hơi nở xòe ra một xíu thôi. Đó, khu vực này ở phía sau đất của mình á là người dân cũng tới ở rồi ha. Người ta tới ở là người ta trồng chôm chôm, trồng măng cụt rất là nhiều. Cái đất ở Long Khánh thì đặc biệt là rất là tốt. Đất ở đây chủ yếu là đất thịt và có pha thêm đất đỏ nữa, cho nên cái chất đất của nó rất là tốt, rất là thích hợp cho những anh chị nào mà mình muốn về làm nhà vườn. Mình làm vườn ha, làm vườn nghỉ dưỡng thì cái vị trí này rất là tuyệt vời. Giao thông đi lại thuận tiện, mà đất đai thì rất là trù phú và màu mỡ. Khu dân cư thì ở tương đối rất là đông, điện lưới quốc gia, internet là đầy đủ nha anh chị. Từ cái vị trí lô đất của mình mà anh chị di chuyển ra ngoài quốc lộ 1A thì nó chỉ rơi vào là 3 km thôi. Ra quốc lộ 1A là mình ra ngay chỗ bệnh viện Long Khánh nha anh chị. Đó, đối diện với bệnh viện Long Khánh là bệnh viện Cao Su Đồng Nai và Ủy ban Nhân dân phường Suối Tre anh chị nhé. Từ cái chỗ bệnh viện Long Khánh mình chạy sang bên kia đường á, tầm khoảng 3 km thôi là mình ra ngay chỗ khu công nghiệp Long Khánh, ở ngay chỗ Suối Tre ha. Và những cái tiện ích sống xung quanh khu vực ở đây á thì cũng tương đối rất là thuận tiện. Ủy ban Nhân dân phường thì nó nằm cách cái vị trí đất của mình tầm khoảng là 1 km thôi, nó rất là gần. Ở ngay trung tâm phường thì đầy đủ những tiện ích sống như là trường học, chợ, giáo xứ, nhà thờ anh chị nhé.
giao thông đi lại rất là thuận tiện. Đặc biệt thì anh chị mình ở đây mà di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh mà mình đi cao tốc á, thì từ vị trí đất của mình ra cái điểm lên xuống cao tốc thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng là 7 km thôi nha anh chị. Đó. Và anh chị mình di chuyển lên thành phố Biên Hòa thì nó rơi vào tầm khoảng là 40 km ha. Và di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh thì nó rơi vào tầm khoảng là 60 km. Thì cuối video em xin sẽ mở cái vị trí map cho anh chị quan sát ha. Còn đây là cái thế đất của mình anh chị nhé. Thế đất của mình thì tương đối cũng rất là bằng phẳng. Có điều là nó có một cái thế yếu là nó hơi trũng hơn so với mặt tiền đường. Đây em xin đang đi xuống dưới phía đất cho anh chị xem này. Đất của mình thì tương đối cũng rất là khô ráo ha. Đây anh chị nhìn đất ha. Đó. Đất tương đối rất là khô ráo. Nó trũng hơn so với cái mặt tiền đường nhựa phía trước á, thì nó rơi vào tầm khoảng là 50 phân ha. Nói chung là cái vị trí này thì em thấy rất là đẹp. Nếu mà mình mua, mình về làm nhà vườn hoặc là sau này á, mình chuyển đổi mục đích. Tại vị trí này nó quy hoạch phủ hồng hết rồi, mình chuyển đổi mục đích lên thổ cư, mình sau này mình cắt ra nền cũng được. 50 mét mặt tiền đường thì mình có thể cắt được 5 nền nha anh chị. Em xin lỗi, cắt được 10 nền nhá. Đó. Thì anh chị nào mà quan tâm đến vị trí này thì cứ alo cho em xin nha. Thì em xin cũng xin thông báo luôn, đó là cái vị trí này á, anh chị chủ đang mong muốn bán với mức giá là 3,8 tỷ trên một sào. Thì anh chị nào mà mình cảm thấy cái vị trí này phù hợp với cái nhu cầu mà mình tìm á, thì mình cứ tới mình xem, được thì mình thương lượng với chủ trực tiếp luôn ha. Cái vị trí này thì anh chị có thể làm nhà xưởng cũng được nha. Tại vì đường lớn, giao thông đi lại thuận tiện, mình làm xưởng hay là mình làm cái gì cũng ok. Đó. Anh chị nào mà quan tâm thì theo dõi một số hình ảnh video live cam ở trên cao để mình quan sát tổng thể cái khu vực này. Cuối video thì em xin sẽ mở file quy hoạch và cái vị trí map cho anh chị theo dõi nha. Rồi anh chị theo dõi ha, đây là cái vị trí lô đất của mình nhìn từ trên cao nha anh chị. Thì anh chị cũng quan sát thấy ở khu vực này thì đất của mình nằm ngay trên trục đường lớn luôn. Khu vực ở đây thì xung quanh dân cư ở tương đối rất là đông đúc rồi ha. Ngay cái trục đường của mình là trục đường lớn cho nên là giá thành nó cao, người dân nhập cư nó đang còn ít. Còn như những cái trục đường nhánh này này thì cái giá thành nó thấp hơn cho nên là người dân về đây ở cũng tương đối rất là đông, là ngay khúc này anh chị nhé. Vị trí ở đây thì xung quanh á, là người dân trồng cây ăn trái cũng rất là nhiều và cây xanh còn lại cũng rất là nhiều nha anh chị. Cho nên là cái khí hậu ở đây rất là trong lành và mát mẻ. Nói chung là nó rất là phù hợp cho những anh chị nào mà mình có nhu cầu mình về đây mình làm nhà vườn, mình xây xưởng ha. Thì cái vị trí này vô cùng là lý tưởng luôn. Đất của mình thì đã quy hoạch phủ hồng khu dân cư cho nên là đủ điều kiện để anh chị chuyển đổi mục đích lên thổ cư để mình xây dựng ha. Đó. Có điều là cái giá thành ở chỗ này thì anh chủ anh kêu hơi cao, giá này cũng hơi chát. Thì anh chị mình cứ xuống mình xem, nếu mà mình cảm thấy cái vị trí này phù hợp ok với cái nhu cầu của mình á, thì mình có thương lượng, mình gặp chủ mình thương lượng trực tiếp ha. Đó, anh chị nào mà quan tâm đến cái vị trí lô đất này á, thì cứ gọi cho em theo cái số điện thoại là 0985 747 863 ha. Bây giờ thì em xin sẽ mở cái file quy hoạch và cái file vị trí map để anh chị tìm hiểu sâu hơn về cái lô đất này nha. Đây là cái file quy hoạch của cái khu đất vườn hôm nay em xin đang review cho anh chị mình xem ha. Thì đất của mình bám mặt tiền đường á, là được 50m nha anh chị. Thì thuộc tờ 26 thửa 182 với tổng diện tích là 4024m2. Vị trí này thì toàn bộ là quy hoạch đất phố hồng, đất ở đô thị rồi nha anh chị. Và cái con đường trước mặt của mình, đường hiện hữu của nó là 12m ha. Nó sẽ mở rộng thêm là khoảng 30m nữa. Và lấy vào mỗi bên là 15m nha anh chị. Cái phần mà đất giao thông lấy vào là 647m nha anh chị ha. Đó. Vị trí ở đây thì toàn bộ là quy hoạch phủ hồng hết rồi. Nó cũng rất là gần cái quy hoạch trung tâm thương mại ở sát bên đây ha. Đặc biệt thì nó cũng rất là gần cái khu quy hoạch khu trung tâm giải trí ở đây. Cái khu quy hoạch dịch vụ ở đây nha anh chị. Đó. Sau này mà cái khu này mà đi vào hoạt động thì cái giá trị đất của mình nó cũng rất là tiềm năng. Và đây là cái vị trí lô đất mà hôm nay em xin đang đi review cho anh chị mình xem ha. Đất của mình thì bám mặt tiền đường Bò Sen Long Khánh này luôn. Vị trí đất của mình thì là cái khu đất trống này nha anh chị. Tiện ích sống xung quanh khu vực là tương đối rất là gần ha. Từ vị trí đất mà mình đi ra ngay chỗ ủy ban phường Bò Sen thì nó chỉ rơi vào là 850m thôi nha anh chị. 850m là ra ngay ủy ban phường này, trung tâm y tế của phường này.
và nhà văn hóa của phường nha anh chị. Trong cái khoảng cách 1 km đổ lại thôi thì tiện ích sống xung quanh khu vực gần như là đầy đủ nha anh chị. Và từ vị trí đất của mình đi ra quốc lộ 1A thì cũng rất là gần ha. Bây giờ thì em sẽ đo cái khoảng cách từ vị trí đất ra quốc lộ 1A cho anh chị xem. Và cái vị trí em chọn đó, thì đó là nằm ngay chỗ bệnh viện Long Khánh ha. Từ vị trí đất của mình mà đi ra bệnh viện Long Khánh là 4,7 km nha anh chị. Ở đây thì Google người ta chỉ mình đi theo hướng này ha. Nhưng mà anh chị cũng có thể đi theo cái con đường cái bên cái đất của mình này. Cái khúc này là đường đất ha. Đi thì nó sẽ gần hơn, nó chỉ ra vào tầm khoảng 3 cây số thôi. Đó. Và ở đây á, thì đi ra ngay cái chỗ trung tâm của phường Bầu Sen này nó cũng rất là gần nha anh chị. Đi ra đây thì có tiện ích sống đầy đủ như nhà trường học này, nhà thờ này, rồi những cái tiện ích sống như là chợ, trường, ủy ban nó cũng rất là gần ha. Một cái vị trí nữa em sẽ giới thiệu tới anh chị đó là ngã ba An Lộc ha. Thì anh chị mình ở trên Sài Gòn mình xuống á, mình sẽ đi qua cao tốc. Mình đi qua cao tốc Dầu Dây tầm khoảng 1 km thì mình đụng cái ngã ba đây. Gọi là ngã ba An Lộc là mình rẽ phải vào. Mình chạy theo cái hướng dẫn trên Google ha, là mình vào tới đất luôn. Đường vào toàn bộ là đường nhựa lớn hết luôn nha anh chị. Đường nhựa lớn vào tới đất luôn. Và cái vị trí ở đây đi ra ngay trung tâm của cái xã Xuân Lập này, nó cũng rất là gần. Ở đây thì có đầy đủ tiện ích sống luôn, như là chợ An Lộc này, trường học này, giáo xứ này, nhà thờ. Nói chung là tiện ích sống xung quanh đầy đủ trong cái khoảng cách khoảng 3 km anh chị nhé. Dạ, bây giờ thì em sẽ đo cái khoảng cách từ vị trí đất của mình tới cái điểm lên xuống cao tốc nha. À, cái khoảng cách từ vị trí đất của mình tới điểm lên xuống cao tốc Dầu Dây đi thành phố Hồ Chí Minh á là 6,9 km nha anh chị. Mình di chuyển trong cái thời gian khoảng là 15 phút thôi ha, nó cũng rất là gần. Thì bây giờ em sẽ đo lên những cái thành phố lớn cho anh chị biết luôn ha. Thì em sẽ chọn lên thành phố Biên Hòa và cái vị trí đến đó là công viên 30 tháng 4. Thì cái khoảng cách đi lại là 43 km nha anh chị. Thì cái thời gian mà anh chị mình di chuyển thì tầm khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi đồng hồ thôi ha. Và từ vị trí đất của mình lên công viên Suối Tiên của thành phố Thủ Đức, nếu anh chị di chuyển theo quốc lộ 1A là hết 52,7 km và di chuyển theo đường cao tốc Dầu Dây đi thành phố Hồ Chí Minh là hết 70 km ha. Thời gian anh chị mình di chuyển thì tầm khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ thôi là mình tới cái vị trí đất rồi. Đó. Sau khi mà anh chị theo dõi cái video em xin đi quay thực tế, xem cái vị trí trên quy hoạch và cái vị trí trên map, tìm hiểu những cái tiện ích sống xung quanh, thì anh chị nào mà quan tâm đến cái khu đất vườn này thì cứ alo cho em xin theo cái số điện thoại là 0985 747 863 ha. Em xin sẽ dẫn các anh chị đi xem đất thực tế và cung cấp những cái thông tin về pháp lý như là sổ sách hoặc cái vị trí khi mà anh chị có nhu cầu. Cảm ơn các chị đã quan tâm và theo dõi hết video. Em xin chào ạ.